Vâng, xin quý vị khán giả phía trước chúng ta thông cảm, lùi lại 2-3 bước để nhường lại không gian trình diễn cho các nghệ nhân ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Các nghệ nhân đang chuẩn bị vào các vũ đạo, các quý vị khán giả có thể bước lên sân khấu và cùng nhảy múa với các nghệ nhân của chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc nếu điều này xảy ra. Xin cảm ơn một số cháu bé, các quý vị khán giả nhỏ tuổi đã và đang nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Đây là giai điệu của bài hát nào? Còn quý vị có thể vỗ tay theo cho vui, giống như anh Hải đang đứng cạnh đây. Đây là bài hát rất là quen thuộc đối với người Việt Nam. Vâng, một bài hát hết sức quen thuộc và chúng tôi muốn nói rằng là chim hay là linh của đồng bào Mana cũng rất là uyển chuyển, họ có thể chuyển những cái bài hát hiện đại vào với những cái nhạc cụ rất là truyền thống để chuyển lại một cái giá trị thẩm mỹ đến với cộng đồng của mình một cách dễ dàng hơn. Vâng, xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta vừa nghe hòa tấu với phần hỗ trợ của các nghệ nhân nữ trong các vũ đạo với bài Như Cô Bác trong ngày vui đại thắng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả.